đố ông cái này là cái gì? Cưa, cưa sắt hay sao hả? Cưa sắt đúng không? Ừ. Tại sao mỗi cưa sắt nào là nó sẽ bán rời mà nó không bán chung? Ý là sao bắn rời? Nghĩa là nó bắn lưỡi, nó có một cái cây cưa sắt mà nó à đúng rồi đúng rồi, cái cây cưa sắt mà không biết không? Ừ. Tăng giảm rồi đó. Ừ, đúng rồi. Đó, như vụ ông mua vậy là ví dụ như là nếu mà có cây cưa đó, tại cưa đó mình sử dụng được nhiều lần đúng không? Ừ. Mà nếu mà ông mua về mà là mất tiền lắm. Cái đúng rồi. Cây cưa nó mất tiền. Đúng lắm. Rồi, anh mua cây cưa nó mất tiền hơn. Ừ. Anh mua lưỡi về anh cưa còn nhanh hơn. Chứ hơi đâu mua cái gì là công nghệ ta làm thôi. Em nghĩ nếu mà anh làm nghề em người ta cũng đừng mua cái cưa làm cái gì, tốn tiền lắm. Sao? Ví dụ như nếu mà anh mua cái cưa nó tầm mấy chục ngàn thì phải. Mấy chục ngàn nghĩ sao? Trăm mấy á. Cái lưỡi này không là mười mấy ngàn rồi ông thằng. Vậy là cái đồ cầm tầm trăm mấy á. Trăm mấy á, chắc trăm ngàn á. Cái tay cầm nó nhìn chất lượng lắm, ông bỏ vô ông gài vô đúng không? Ừ. Cái gài nó hai lỗ nè. Bắt đầu cái nó cái đồ khức ở đây nè. Ừ. Cái ông dặn cho nó căng cái lưỡi cưa ra, bắt đầu là ông cưa. À, thì một cái cưa. Cái cưa đó cho mình có thế cưa, với lại là mình cầm nó không bị đau tay. Chứ anh Khải cưa một hai cái thì không sao, chứ anh Khải cưa tầm chục cái hay làm cả ngày coi, anh đảm bảo cái tay của anh á, ngón tay của anh về nhà nó rách hết ngón tay anh luôn. Có dấu nè. Rách hết luôn á. À. Nhưng mà mình cái nó chung cưa tạm thôi mà. Bây giờ chia sẻ anh một cái rất là hay nè, anh không cần phải mua cái đồ cưa gì tốn tiền. Cái con dao đục giấy của anh á, anh lấy đó anh cưa. Cái con dao đục giấy như anh mua có mấy ngàn hay mười mấy ngàn ta? 8 ngàn. À. Rất là rẻ luôn. Anh làm cái tay cầm rất là hay luôn, với lợi. Người ta sản xuất ra dao đục giấy là nó khớp với thằng này nè. Nếu mọi người biết chiêu này thì mọi người không cần phải cầm mua cái đồ cưa cho tốn tiền, mọi người chỉ cần mua dao đục giấy là ok rồi. Ông chồng lấy cái ống nước cùng tôi cái. Yeah. Ống nước. À. Tôi sẵn tôi cưa một khúc này thôi, còn tao tiện là để tôi ra ngoài vườn á. Tại vì mấy cái ống tôi là hay cưa vậy nè. Là lấy cái không có gì nhanh bằng bằng cưa bằng cái này. Đúng rồi. Rất là nhanh. Đúng rồi. Mẹ anh cầm tay vậy lâu tay lắm. Anh nhanh cưa một hồi đến banh ngón tay banh bằng tay anh luôn đó. Bữa ra đục giấy mà sao mà cưa được. Anh một cái chiêu rất hay nè. Bây giờ anh có con dao đục giấy không? Có nhà đầy mà. Chia sẻ cho. Đây, chia sẻ mọi người một chiêu rất là hay. Bây giờ đục giấy đúng không? Cưa nó không đứt nổi. Chứ nó bây giờ anh mở này ra đi, anh tuốt này ra luôn. Bỏ ra ngoài luôn hả? Rất là lợi cho mọi người luôn. Đó, anh tuốt ra luôn. Rồi, bỏ trong trái đi. Rồi, anh lấy thằng này. Anh lại bỏ ngược thằng này vô đây. Nhét ngược vô. Rồi, đúng rồi, nó là như vậy đó. Anh canh xem có chiều cắt của anh là được rồi. Rồi, anh lại nhét vô. Được không? Được. Ủa, sao nó vừa khớp vậy? Vừa mà. Ừ. Sao nó vừa khớp vậy? Chơi vậy luôn, đó, chơi vậy luôn. Được không? Được. Rồi, anh lại gắn vô lại. Thế là xong. Không bị đau tay. Đủ, thì đúng á. Thiệt. Ê mà sao cũng ấy vậy? Hả? Cũng ấy bình thường mà. Hả? Đó. Nó là như vậy mà. Mình phải biết tận dụng. Ê, vậy tôi nghĩ vậy nè. Cái này nó có hai đầu đúng không? Ừ. Ông nên ông... Không, anh cắt bớt thì cũng được. Cắt một nửa. Ừ. Cắt một nửa đi rồi mình làm hai lưỡi. Đúng rồi. Cái thứ nhất là nó sẽ... Cái chiều này nó cứng, nó ngắn, nó cứng, nó sẽ không làm cho trùng cái lưỡi cưa. Đúng rồi. Thứ hai nữa là cái là thay lưỡi. Đúng rồi. Đầu... Ê, bẻ, để tôi bẻ cái dao nào bẻ được không ta? Cái này bẻ được đâu. Cái dao này bẻ ngang được không? Anh cắt được chứ bẻ được. Anh cắt được à. Thử chứ bẻ được á. Được. Thử ngay. Làm hai lưỡi à. Hả? Mẹ. Rồi ok anh ngắn. Đơn giản như vậy thôi chứ. À, cứng cắt dễ hơn nữa. Đó. Trời ơi, giờ nó cứng để nó dài mình cầm nó uống không? Uống áo cực vậy. Cập. À xong. Muốn dài đẩy ra. Đó. Cỡ này đủ cắt rồi. Cái này là ok rồi. Ừ. Đây mà nó chắc lắm nha. Cái độ cứng á. Ừ. Nè, độ cứng nãy tôi nghĩ là nó cái này nó sẽ lì chứ. Ấy cái này bung ra.
Tôi nghĩ nó lì chứ mà thực tế nó cứng lắm nha nè. Thấy là... đồ. Đó ok, chia sẻ mọi người cách rất là hay. Mọi người thấy áp dụng trong trường hợp nào thì áp dụng. Mọi người thấy dùng tận dụng dao đọc giấy để mọi người làm cái cán cầm cho đồ cưa mọi người rất là ok luôn. Ok nha. Cứng. Ok.